Cách niệm Phật, tụng kinh và trì minh chú theo hơi thở. Tiến sĩ y khoa Ryuta Kawashima trong quyển Luyện trí não cho biết vào buổi sáng, khi mà đọc nhanh và to các chữ viết thì phần lớn các vùng não sẽ được kích hoạt. Đại sư Gachen dạy, bằng cách cử động lưỡi, các bệnh tật liên quan đến dạ dày của con sẽ được chữa lành và sự tuần hoàn máu qua các tĩnh mạch được thúc đẩy. Điều này xảy ra là bởi khi con cử động lưỡi, toàn bộ thân thể, bao gồm cả dạ dày, trở nên được kích thích. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng có dạy về 10 công đức của niệm Phật lớn tiếng. 1. Đánh tan cái tâm hôn trầm, mê ngủ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Tiếng vang xa khắp mười phương. 4. Ba đường ác được nhờ vào đó mà dứt khổ. 5. Tiếng động chung quanh không xâm nhập vào làm loạn tâm mình được. 6. Niệm tâm không tán loạn. 7. Mạnh mẽ, tinh tấn. 8. Chư Phật vui mừng. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Được vãng sanh cực lạc. Đến đây thì có thể tổng kết một đôi điều về câu hỏi nên niệm Phật, tụng kinh, trì chú lớn tiếng hay nhỏ tiếng. Dĩ nhiên, niệm Phật, tụng kinh, trì chú nhỏ hay lớn tiếng đều có tác dụng như nhau. Nhưng nếu bạn niệm ra tiếng và niệm lớn thì có rất nhiều sự thù thắng. Vì lưỡi cử động nên toàn thân được tác động, các kinh mạch được thông khí. Lưỡi cử động nhanh đều đặn thì não bộ cũng theo đó mà được kích thích. Lâu dần trí nhớ tăng, khả năng suy luận cũng tốt hơn. Về khoa học tâm linh mà nói, âm thanh có tần số năng lượng phát ra và với những tần số của kinh, thánh hiệu Phật, Bồ Tát, Minh Chú thì các năng lượng đó là những năng lượng mạnh mẽ, thanh khiết, có thể chuyển hóa được các tần số hay sự rung động xấu, thấp. Đọc bí mật của nước, thông điệp của nước để biết thêm. Để tụng niệm ra tiếng cho có hiệu quả và không bị mệt hơi thì hãy thực hiện theo cách sau đây. 1. Hít vào bằng mũi trong khi miệng đóng ngậm lại. Sau khi hít đầy hơi ở trong đan điền, thở bụng thì đọc ra bằng miệng. 2. Khi sắp hết hơi ở bụng thì lại ngậm miệng lại, sau đó hít bằng mũi tiếp tục. Không hít thở bằng miệng hoặc hít hơi vào trong khi miệng không đóng hoặc ngậm lại. 3. Đều đặn như vậy thì sẽ không bị mệt, mà còn là phương pháp luyện khí công. 4. Nếu niệm Phật, trì minh chú thì nên theo nhịp điệu, không quá nhanh, quá chậm, quá to, quá nhỏ. Niệm vừa đủ nghe hoặc lớn cho người xung quanh nghe, nhưng không được vượt quá nguyên tắc hít thở đã nói ở trên. 5. Niệm theo nhịp điệu có tác dụng tốt hơn niệm không theo nhịp điệu. 6. Đối với các bài chú ngắn, nên niệm cho xong bài chú trước khi hít hơi tiếp theo. Ví dụ, niệm Om Mani Padme Hum thì một hơi thở có thể niệm được 5 câu, 6 câu cho đến 10 câu, tùy sức của mỗi người. Kết thúc hơi thở cũng phải là kết thúc câu minh chú ở chữ hum. Không nên niệm nửa chừng rồi kết thúc hơi thở. Ví dụ như niệm đến Om Mani Padme là hết hơi, không niệm được chữ hum cho tròn câu. Như vậy, câu minh chú bị đứt đoạn, về lâu dài không tốt. Đối với niệm thánh hiệu Phật hay Bồ Tát cũng vậy. 7. Những câu minh chú ngắn yêu cầu niệm 7 lần thì hãy chia ra nhịp 3, 3, 1 mà niệm. Ví dụ, niệm Án Tam Đà Ra Già Đà Ta Bà Ha thì niệm hơi đầu tiên là 3 lần, hơi tiếp theo là 3 lần, hơi cuối cùng là 1 lần. Như vậy, đủ 7 lần niệm theo nhịp 3-3-1. Những bài minh chú dài thì cũng nên chú ý đến cách ngắt hơi của mình. Khi nghỉ hay ngắt hơi để lấy hơi đọc tiếp thì chỗ ngắt đó cũng nên là chỗ kết thúc câu minh chú
ở dấu chấm cho câu minh chú ở đoạn đó được liền mạch. 8. Áp dụng cách niệm minh chú theo hơi thở có nhịp điệu, đặt tâm vào hơi thở và minh chú quen rồi thì kèm thêm lại Phật. Làm được vậy lâu dài thì bệnh tật đều có thể tiêu trừ, thân tâm khỏe mạnh. Chúc các bạn những ngày ở nhà nghỉ dịch tận dụng được thời gian để tu hành thật tốt. Lam Sơn Trang, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.